Chào mọi người nha, hôm nay chúng tôi đi gặt lúa. Đây, đường qua là sậu. Đây. Đây mùa mưa đường hư quá là nhiều nên mọi người không ai dám lên xe hết à. Một gian lại chào tất cả nha. Đây, mới lên là dính liền. Đây mọi người xem đây, chiếc xe Honda ra khói rồi kìa. Mùa mưa đi làm khó quá, đi cắt lúa mà. Đường lầy như này là sao xe đi được. Đây, chiếc xe Honda là không đi nổi luôn. Đây, khổ anh em. Được tơi, tơi. Tơi, cú. Đây, chuẩn bị tơi thôi. Đường này không có tơi là không lên nổi. Đây, máy đồng phòng nha. 33, 30. Làm bên gara Tông Hiệp, Tông Hiệp vậy. Đây. Chiếc xe đổ cái mâm trước là mâm 14 rồi. Tơi như này mới lên nổi. Xe này mạnh ghê. Đây là gara Hiếu Thảo nha. Hiếu Thảo bên Gia Lai á. Quá khỏe. Xe Hiếu Thảo khỏe quá. Bắt đầu lên dọc.
đừng lên dọc đường qua là xấu.